Thưa quý vị, gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường gây mưa diện rộng cho khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Trong chiều và tối nay, mùa mưa chính thức bắt đầu ở khu vực này, chấm dứt một trong những mùa khô khốc liệt nhất lịch sử. Ở miền Bắc và Trung Bộ hôm nay ít mưa, ngày nắng. Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Dự báo khoảng ngày 20 đến ngày 21 tháng 5, miền Bắc có thể đoán mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, chiều và tối có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên hôm nay ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ hôm nay ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo trong nhiều ngày tới, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa rào và rông rải rác. Và chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.